Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi sáng ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho quý chàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến cho quý chàng. Cũng như căn nhà này thì đang có diện tích là ngang 4,5m và chiều sâu căn nhà lên đến 13m và được anh chị nhà xây dựng được đua ban công thêm 1m là được xây dựng 14m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, cũng như phòng karaoke, 5 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng ở phía sau căn nhà. Căn nhà mình thì đang có hướng là hướng chính bắc, phù hợp cho cái hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Cũng như đặc biệt của căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ và mình có con đường ở phía trước căn nhà mình rộng lên đến 10m và hai bên mình có vỉa hè được trồng rất là nhiều cây xanh, rất là thoáng mát, với khu phân lô dẫn vào trục đường chính phía bên ngoài, và bên trong thì mình sẽ có thêm 3 nhánh để dẫn vào khu phân lô phía bên trong. Thì đặc biệt căn nhà mình thì nằm ở phía bên ngoài, rất là thuận tiện để mình có thể là vừa mua để ở, mở văn phòng công ty, cũng như kinh doanh buôn bán tạp hóa, cũng như buôn bán cà phê, thì rất là tuyệt vời. Với căn nhà mặt tiền chính phía bên ngoài, khu nhà lầu đồng bộ và đây là con đường để dẫn ra trục đường chính đường Hà Huy Giáp. Phía ngoài căn nhà mình là trục đường Hà Huy Giáp và di chuyển vào khu vực bên trong thì mình có những cái hàng cây xanh được trồng, khu phân lô nhà lầu đồng bộ rất là đẹp, và khu này thì đang được xây dựng cũng như đã xây dựng xong khoảng độ 50% rồi, ở được khoảng 50% rồi, chỉ còn sót lại vài lô đất thì đang được anh chị chủ nhà xây dựng. Cũng như trong khu này thì chỉ có một căn duy nhất là anh chị chủ nhà xây dựng cũng như đã gửi về nhà đất Hoàng Tiến để xin được nhờ nhà đất Hoàng Tiến quay video để gửi đến cho khách hàng đang có nhu cầu cũng như đang muốn sở hữu một căn nhà đẹp nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, có vỉa hè, cây xanh rất là thoáng mát, vừa ở vừa kinh doanh buôn bán, và chỉ với giá 5 tỷ 700 triệu đồng, còn thương lượng là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý khách hàng đi xem. Một căn nhà nằm tại trục đường Hà Huy Giáp, sát bên là quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, và căn nhà mình thì chỉ nằm cách quận Gò Vấp khoảng độ 5 phút đi xe gắn máy thôi. Vừa qua cầu vượt ngã tư ga là đã đến căn nhà này rồi. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài để di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà. Thì căn nhà mình chỉ cách quận Gò Vấp khoảng độ 5 phút đi xe gắn máy, cũng như cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng độ 20 phút và cách sân bay Tân Sơn Nhất chỉ tầm cỡ khoảng độ 15 mét thôi, rất là thuận tiện. Với trục đường Nguyễn Oanh thì mình có thể di chuyển về trung tâm thành phố rất là dễ dàng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong căn nhà. Phía ngoài mình sẽ có khoảng vỉa hè khoảng 3 mét để mình để xe gắn máy. Di chuyển vào khu vực bên trong thì mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến phía bên trong mình sẽ có thêm một bộ cửa cuốn để bảo vệ cho căn nhà, với hai lớp cửa rất là kiên cố và rất là chắc chắn. Và với con đường ở phía trước căn nhà mình rộng lên đến 10m, cho nên là diện tích đất của căn nhà mình chỉ có ngang 4,5m, sâu 13 nhưng được xây dựng thêm 1m ở phía bên ngoài, thì cũng như là ngang 4,5m và chiều dài là 14m, được các chị nhà thiết kế để mình để xe hơi. Cũng như khu vực này mình có thể để được tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà. Với căn nhà được thiết kế cầu thang đi từ phía bên trong ra rất là rộng rãi, và khu vực này thì nếu gia đình mình có nhu cầu muốn kinh doanh buôn bán thì mình có thể kinh doanh khu vực ở dưới tầng trệt, thì phòng khách mình sẽ di chuyển lên khu vực phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Khu vực phòng khách dưới trệt thì sàn nhà mình được lót gạch đá, cũng như hai bên cũng được ốp gạch đá cao lên khoảng 1,5m, và phía bên trên thì mình có những cái mảng tường được ốp nhựa
trang trí rất là đẹp, cùng với đó là hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao, và mình sẽ có một cái đèn chùm. Cũng như di chuyển vào bên trong thì mình sẽ đến với lại khu vực cầu thang của căn nhà. Thì trụ thang cây vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ cam xe và mặt đá hoa cương. Đối diện cầu thang mình sẽ có một cái tủ rượu được làm bằng chất liệu gỗ sồi để mình trang trưng bày những cái chai rượu cũng như những cái vật phẩm gia đình mình yêu thích cũng như đồ kỷ niệm. Có thể để khu vực hành lang cầu thang với một cái tủ được anh chị nhà đóng rất là rộng. Và đây là khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Thì bên trong không gian phòng bếp căn nhà thì tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ sồi và mặt đá hoa cương. Không gian phòng bếp thì mình sẽ có một cái khoảng để mình để tủ lạnh khá là rộng để mình có thể để được tất cả các loại tủ lạnh vào bên trong căn nhà. Với bề ngang căn nhà mình lên đến 4,5 m cho nên mình có thể để được tất cả các loại bàn ăn vào bên trong căn nhà. Đặc biệt khu vực phía sau mình sẽ có một cái sàn rửa cũng như một cái giếng trời để lấy gió và ánh sáng thông từ trên sân thượng xuống, rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Một cái sàn rửa phía bên ngoài và một cái nhà vệ sinh tại khu vực tầng trệt. Nhà vệ sinh này thì phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, phòng bếp cũng như khu vực kinh doanh buôn bán và khu vực để gara xe hơi. Với một căn nhà được thiết kế rất là đẹp và chỉ với giá 5.700.000 đồng còn thương lượng, thì quý hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý hàng đi xem, cũng như để sớm quý hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà nằm tại trục đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, và khu này thì mình có khoảng độ 100 căn và căn nhà mình là nằm ngoài mặt tiền đường chính phía bên ngoài, rất là thuận tiện để mình mua để ở mở văn phòng công ty. Với trục đường chính đường Hà Huy Giáp nhìn vào thì mình sẽ thấy căn nhà của mình rồi, rất là thuận tiện để mở văn phòng công ty thì rất là tuyệt vời. Đây là khu vực không gian tầng lửng căn nhà. Phía bên ngoài mình sẽ có những cái mảng những cái lam được làm bằng gỗ trang trí, và bên trong là khu vực không gian phòng khách tầng lửng căn nhà. Thì sàn nhà mình được lót gạch đá, bên trên thì mình có hệ thống đèn chiếu sáng cũng như trần thạch cao chỉ nổi rất là đẹp, cũng như những cái mảng tường được ốp nhựa giả đá rất là đẹp. Phía sau thì mình sẽ có hai mặt giếng trời để lấy gió và ánh sáng, cũng như sẽ được các chị nhà trang trí thêm cho mình những cái mảng cây xanh cũng như những cái lọ hoa trang trí ở khu vực không gian tầng lửng của căn nhà. Thì căn nhà này mới hoàn thiện xong khoảng độ 90% thôi, nhưng mà hôm nay nhà đất Hoàng Tiến xin quay video để gửi đến trước cho quý hàng. Thì quý hàng đang có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một căn nhà nằm sát quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, và chỉ với giá hơn 5 tỷ, và đặc biệt căn nhà mình thì nằm trên một con đường rộng lên đến 10 m, hai bên mình có hai làn cây xanh và ghế đá để gia đình mình ở cũng như kinh doanh buôn bán và nghỉ ngơi. Thì căn nhà này rất là phù hợp cho quý hàng chỉ với giá hơn 5 tỷ. Còn bây giờ mình sẽ di chuyển vào từng phòng của căn nhà. Căn nhà mình được thiết kế với 5 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh. Thì toàn bộ cửa mình được làm bằng gỗ sồi, và sàn nhà mình thì được lót gạch đá rất là đẹp. Phía trước mình có ban công đi ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng, cũng như mỗi phòng ngủ mình sẽ có một cái nhà vệ sinh riêng biệt sử dụng rất là thuận tiện, được các chị nhà ốp gạch đá cao lên kín tường, rất là sạch sẽ, rất là đẹp và rất là thoáng mát. Đặc biệt không gian phòng ngủ phía sau căn nhà mình sẽ có một cái giếng trời rất là rộng để lấy gió và ánh sáng, cũng như một cái nhà vệ sinh cũng được ốp gạch đá cao lên kín tường, rất là sạch sẽ và rất là đẹp. Như nhà vệ sinh căn nhà mình thì anh chị đang lau chùi dở dang cho nên là nó đang hơi dơ một chút. Thì hôm nay nhà đất Hoàng Tiến xin quay video để gửi đến trước cho quý hàng tham quan cũng như lựa chọn cho gia đình mình một căn nhà chỉ với giá hơn 5 tỷ và chỉ cách quận Gò Vấp khoảng độ 5 phút đi xe gắn máy thôi, rất là gần.
Căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ. Khu này thì có khoảng độ 100 căn và đã xây dựng được khoảng 70% rồi. Thì chỉ còn sót lại khoảng độ 30% là đang được xây dựng thôi. Là mình sẽ có một cái khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp, nằm tại trục đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Khu nhà lầu đồng bộ khu này thì rất là đẹp, có vỉa hè, hàng cây xanh, ghế đá, và đặc biệt căn nhà mình thì nằm hướng chính bắc, phù hợp với khách hàng thuộc mệnh Đông tứ trạch, một cái hướng rất là mát, nắng sẽ không rọi trực tiếp vào căn nhà của mình, cho nên là rất là mát cũng như rất là thuận tiện để khách hàng có thể mua để vừa ở vừa kinh doanh buôn bán, rất là thuận tiện. Với căn nhà chỉ với giá hơn 5 tỷ và đặc biệt của căn nhà mình lại có bề ngang lên đến 4,5 m, cho nên là được anh chủ nhà thiết kế các phòng ốc cũng như nhà vệ sinh rất là rộng. Và khu vực phía bên trên sân thượng thì mình sẽ có một cái phòng rất là rộng, anh chị đã làm sẵn. Phòng này thì mình có thể làm phòng ngủ cũng rất là tuyệt vời. Nhà vệ sinh căn nhà mình được đưa ra phía sau, cho nên là cũng có thể làm phòng thờ rất là thuận tiện, với 5 phòng ngủ chính được các chủ nhà thiết kế rất là đẹp. Phía trước thì mình có một cái quán cà phê ăn ra mặt tiền đường rất là rộng. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ số 5, mình có thể làm phòng thờ. Nhà vệ sinh mình thì được anh chị đưa ra phía sau căn nhà. Phía sau, phía ngoài mình sẽ có khoảng không gian mà đặt máy giặt và nhà vệ sinh. Cũng như mình sẽ có thêm một cái sân phơi ở phía sau của căn nhà. Rồi, video nhà đất Hoàng Tín ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà trong những video tiếp theo.